Rồi, xin kính chào tất cả mọi người. Hôm nay em lên lô này là toàn bộ là lô cần carbon nha, bao gồm cần tay và cần máy ạ. Hiện tại thì em Phương chỉ còn tầm tầm cần này nữa là cần tay thôi. Còn lại thì đã hết rồi. Trong video này thôi nữa. Cái đầu tiên em giới thiệu với mọi người cái cây này là cái cây chuyên để câu đáy nè. Nó rất là to và nặng luôn á. Một cây Olympic. Đợt trước thì em có lên cái video về cây này rồi, nhưng mà hình như là chưa gặp chúng đối tượng nên là nó vẫn còn nằm ở đây ạ. Cây này nó nặng tới 1 kg lận. Nặng tới 1 kg lận ạ. Độ cứng của nó là 400, dài 2,7 m. Đây, 400 dài 2,7 m, khoen của nó đây. Rất là to. Được. Đọt của cây này nó rất là bự luôn, nó tới 10, à, em xin lỗi, cây này đọt nó tới 7 ly 7 lận, rất là nặng, độ cứng 400 lận nha. Rồi, cây mã số 1, à em xin lỗi, cây này mã số 0 ha, cây này giá 2 triệu ạ, cây này giá 2 triệu nha. Đó. Tiếp theo là cây số 2, cây số 2. Em giới thiệu với mọi người cây này là em có 5 cây cần lông ngắn nguyên hộp. 5 cây này em vừa nhập về ha, em còn em bỏ còn lại được 5 cây nè. Cây mã số 1 là một cây 3,6 m ạ. Cây này thì còn mới, tem của nó đây. Cây này còn nắp, còn bao và còn hộp nha. Nắp bao hộp, hàng này là hàng sử dụng rồi nha, nhưng mà nó vẫn còn rất mới nè. Đây, hàng sử dụng rồi nhưng mà vẫn còn rất mới nha. Nó có cả hộp. Dài 3,6 m, nặng 70 g, đọt 0,6 gốc 14 nha. Cây này giá 600 ạ. Cây mã số 1 giá 600. Đây, hộp của nó đây. Hộp của nó đây ạ. Đó là cây mã số 1. Tiếp theo cây mã số 2. Cây mã số 2 đây ạ. Thông số nó gây trên là 5,4 m, nặng 225 g. Thu gọn là 50. Cái này 13 là gì ta? Đọt là 0,7, gốc là 27 hả? Gốc là 27. 13 là gì ta? Đây, đọt của nó đây. À, hộp của nó đây, còn cây cần nó như đây. Nó có trầy xước như thế này nè. Đó. Em dâm cho mọi người thấy ha. Đó. Rồi cây mã số 2, cây 5,4 m. Cái lóng ngoài tem mát của nó đây, nhưng mà người ta đã lột mất cái phía bên ngoài ra rồi. Đọt thì mảnh thôi. Lóng trong nè. Đây. Lóng trong thì còn khá là mới, rất là mới luôn nè, cái lóng trong á. Mới như thế này luôn, nhưng cái lóng ngoài và cái lóng thứ 3. Lóng ngoài nè, lóng thứ 2, thứ 3 trở lên thì nó có vết xước nha. Lóng thứ 2, thứ 3 thì chỉ ít thôi, còn lóng ngoài thì nó có trầy xước nhiều chút nha mọi người, nhiều hơn những lóng khác. Đây, nó như thế này. Đây ạ. Giá cái này là 600 ạ. Cái mã số 2 giá 600. Cái mã số 2 giá 600, tiếp theo là cái mã số 3. Em có một cây mát giống như hồi nãy luôn. Đây, hộp của nó đây. Là một cây mát. Có trầy xước ở cái cán nè. Cái này về mọi người sử này, trầy xước như thế này nè. Cái này 4,4 m, tem của nó đã bị lột rồi nè, nó chỉ còn cái lớp ở trong thôi. 4,4 m ạ, nặng 70 g, đọt 0,6 gốc 13. Giá cái này 4,5 m, giá cái này 600 luôn nha. Cái lóng ở trong thì cũng còn khá là mới nè, đây rất là mới luôn. Chỉ có cái lóng ngoài và lóng thứ hai là có trầy xước thôi nha. Lóng thứ hai thì trầy xước nhẹ, lóng ngoài thì trầy xước nhiều hơn ạ. Đây, như thế này. Rồi, cây mã số. Ôi, cho đánh lộn số rồi. Cây này cây mã số 3. Cây mã số 3. Mã số 3 giá 600. Mã số 3 giá 600. Tiếp theo là cây mã số 4. Đây.
đây ạ. Thông số 5m4, thu gọn 58,5cm, 84g, đọc 0,7, 20. À, cái này thì em vừa khách vừa chốt rồi nha. Cái này giá 700. Cái này khách đã vừa chốt rồi, em quên, em chưa bỏ ra. Đó là cái tiếp theo là cái mã số 5 đây ạ. Tem thì đã bị lột rồi, nó chỉ còn một cái chân tem thôi. Nó có trà xước như thế này. Cái này là một cái giả trúc trà xước nè, mọi người thấy rõ không ạ? Còn nắp còn bao hết nha, và có cả nguyên hộp. Cây này 5m4, nặng 130g, đọt 0,6. Gốc 24. Của nó đây. Cây này 5m4, nặng 150g. Cái này như là người ta cân cả nút hay sao, 150g. Thu gọn 60cm. Đọt 0.6 ly. Đúng rồi. Gốc 23 gì đây. Đây. Giả chút như thế này. Mã số 5, giá 600 ạ. À. Các lóng trong thì còn rất là mới nè. Đó. Từ lóng 2 với lóng ngoài thì nó có trầy xước nè. Lóng 2 thì cũng trầy xước ít thôi. Nên... Còn những lóng khác thì khá là ổn ha. Đó là cái mã số 5 ạ. À. Cái mã số 5 giá 600. À, tiếp theo là em có hai cây này. Cái cây này thì giống mã số 5 nè, nhưng mà nó trầy xước hơn chút xíu, và nó hiện tại thì nó bị lỗi ở chỗ này. Người ta quấn chỉ ở chỗ này nè. Người ta quấn chỉ để làm zom hay sao? Chứ hiện tại nếu mà nhìn vô ở trong cái này nè, thì hiện tại em không thấy nứt gì hết. Không thấy nứt, không thấy bể gì hết mà. Sao người ta lại quấn chỉ chỗ này? Em cũng không rõ nữa. Nói chung là nó là lỗi nha. Nó có một cái lỗi nhỏ ở chỗ đó. Rồi. Cái nào thì khách lấy thì em để rẻ cho thôi ha. Quấn chỉ chắc chắn rồi nên là không sợ gì nữa hết. Chày xước. Chút xíu, cây này thì lại không có hộp nha. Cây này không có hộp nha. Cây này giá 400 ạ. Cây này giá 400. Còn cây này thì lại ai thích đánh nó cứng cứng một chút. Tại vì cái cây này em nó không có đọt. Cây 36 này nặng 40g nhưng lại không có đọt ạ. Đó là cây 5 cây cần lóng ngắn còn hộp. Tiếp theo là em giới thiệu mọi người cây số 6 là một cây ráp rút đai hoa. Dạ chút. Ráp khúc đai hoa giả trúc. Đây. Cây này cây 2m7, nặng 50g, đọt 0,7, gốc là 9 ly. Gốc 9 ly. Giá của nó là 600.000 nha. Giá của nó 600 ạ. Cây này khách lấy em sẽ bao ship cây này cho nha. Còn những dòng kia thì em không bao ship ạ. Đây, gồm 4 lóng như thế này, ráp ra rất là thẳng luôn. Đó là cây mã số 7, tiếp theo là cây mã số 8, là một cây 5m4. Ráp khúc luôn. 5m4, nặng 180g. Đọt là 0,9, gốc 14. Giá cây này 850 ạ. Còn nắp còn bao vải nha. Cây này thì gồm 6 lóng như thế này. Cây này thì nó có võng nhẹ ở đầu cần nha mọi người. Đó, võng nhẹ ở đầu cần ạ. Võng nhẹ đầu cần chứ không phải là thân cần nha. Em đi sơ về cái trọng lượng, cân nặng, đọt và gốc thôi. Anh nào mà muốn xem cái lúc ra cần á thì cứ inbox qua Zalo 0931272712 giúp em nha. Để em có thể là ra cần cho mọi người xem cái độ võng của cần ha. Cây nào võng thì em sẽ nói võng nha. Cây này thì võng ở đầu cần một chút, nhẹ thôi chứ cũng không có nặng lắm đâu ạ. Đó là cây mã số 8. Tiếp theo là cây mã số 9, em có một cây Nissin. Cây Nissin này phôi khá là dày dặn, cứng cáp. Dài 3m9, nặng 140g ạ, đọt 0,9, gốc 20. Đây.
đây, đọt đây. Đây. Cái này ra cần khá là thẳng luôn, cứng cáp nữa. Đó. Cái này cứng cáp lắm nha. Rồi, cái này giá của nó là 850 ạ. Cái này giá 850 nha khách. Cái này giá 850 ạ, mã số 9 giá 850. Tiếp theo em có một cây ISO khoan nhỏ. Rất là mới luôn. 5m4 độ cứng 2 nha, 5m4. Em đo chiều thực tế thật là độ cứng 2. Nhưng mà 5m2, nặng 280g, đọt là 1,4 gốc 21. Đọt là 1,4 ly gốc 21 ạ, phi 21. Mã số 10, giá của nó là 700. Rất là mới, khoan đây. Đây ạ. ISO khoan nhỏ rất là mới. Này mình câu máy không được mà mình ăn hạ tay không được ha. Lóng rất là mới luôn. Đây ạ. Đây. Đó là cây số 10, tiếp theo là cây mã số 11. Bảo hiểm. Cái mã là một cây C-Max có trầy xước như thế này. Rồi, cây C-Max này có trầy xước dài 5, độ cứng 1.5, 5m4. Thông số của cần là như vậy. Em đo được là, thông số thật em đo là 5m3, nặng 200g, đọt là 1,5 góc 22. Rồi, đây, khoen đây. Khá là mới luôn nè. Đọt. Đây. Nó có trầy xước ở trong lóng như thế này ha. Rồi, dây này giá 500 nha. Cái này giá 500, mã số 11 giá 500 ạ. Mã số 11 giá 500, tiếp theo là cây mã số 12. Là một cây carbon hàng Ambatecker, dài 5m4. Đây, nó có chỗ này nó có chóc kìa. Chóc cái lớp sơn đỏ đi ha. Rồi, 5m4, em đo được là 5m3 nha, nặng 260g, đọt là 1,6 ly gốc 25, mã số 12 giá 550. Đây, khoen của nó đây. À, cái cần này nó hơi lạ lạ chút ha. Đây. Cái này hạ cần tay đẹp này. Đó, cứ mỗi một cái khớp này thì nó sẽ có một đó. Nó giống như một đây, nó giống như một cái lóng ngắn đó ha. Hai gang như thế này. Nó lại có một cái đai như thế này nè. Đó, lóng này cũng vậy luôn. Nó lại có một cái đai như thế này. Hai lóng cuối là nó sẽ có như vậy nha. Mà em cũng không hiểu là người ta để làm gì nữa. Rồi. Đó. Cây này của Korea nha, Ambatecker Korea. Giá 550, mã số 12. Tiếp theo cây mã số 13. Cây này thì trầy xước nhiều nè. Cũng là hàng C-Max luôn. Nhưng mà trầy xước nhiều. Dài 3m9 ạ. 3m9 nặng 320g. Đọt của nó là 2,6 ly, gốc 24. Cây này giá của nó là 350 nha. Tại nó trầy xước nhiều quá. Đây, khoen của nó đây ạ. Đây, khoen của nó đây. Số khoen bự ha. Đó, trong thì cũng không chạy xước nhiều lắm. Nói chung là ở ngoài chạy xước nhiều nha. Đây. Cái này giá 350. 350 ạ. 23m9 nha. Súp 23m9. Giá 350. Tiếp theo là cây mã số 14. Là một cây súp. Hiện tại thì trên cần em không thấy à. Nó ghi à. Cái này là cây Ryobi. Đây, cây Ryobi 3m9. Cái này là keo. Keo chứ không phải là chày đâu nha. 3m9 ạ. Cái này 3m9, nặng 480g, đọt 2,6 gốc 27. Cây này giá 450 ạ. Cây của nó đây. Đọt khá là bự. Đọt 2,7 ly. À 2,6 ly ạ. Đây, sắp. Có trầy xước nhẹ nha. Cái này là bụi. Có trầy xước nhẹ. Mã số 14. Tiếp theo là cây mã số 15. Cây này thì nó có trầy xước và hơi cũ chút xí. Nó tróc cái lớp sơn bóng là như này nè. Đó. Bát vận. À em xin lỗi, bát thường hả? Bát gì đây? Đó, nó có tróc cái lớp sơn như thế này nè. Đó. Cây này thì tróc hết rồi, em cũng không biết là cây này à. Cây này là nhãn gì ta? Nhìn thấy quen quen. CGTFC gì đây nè, nó chóc hết cái dòng chữ đó rồi. Khoen bự, ISO khoen bự nè.
Cái này mình hạ tay hay mình cong máy đều được ha, nó cũ. Cái này thì khá là, cái lóng này thì còn được, từ lóng thứ hai và lóng đây tay cầm đầu tiên á thì nó có chảy xước và nó bị chóc sơn ha. Chảy xước và bị chóc sơn nhiều. Cái này 4,8 m, nặng 270 g, đọt 1,8 ly gốc 20. Cái này giá 350 ạ. Giá 350 nha. Cây mã số 15 giá 350. Tiếp theo là cây mã số 16 là một cây để hạ cần tay nha, hạng Awa. Cây nụ cây China nha mọi người, mắc in China. Đây, độ cứng 2, dài 4,5 m. Cái phôi carbon rất là đẹp luôn. Bộ nhưng mà em đo thông số thật là 4,4 m, nặng 220 g, đọt 1,9 góc 18, mã số 16. Cái này để hạ cần tay nha. Tại vì cái đầu bu thì nó mất tiêu rồi. Người nếu anh nào ân công máy thì em tìm cho một cái đầu bu lắp vô ha. Đầu bu ở bên nha. Em có vài cái đầu bu mà không biết có vừa không. Vừa thì để em lắp vô ha. Đây nè, phôi carbon của cái này nè. Thôi, khá là tốt luôn. Thôi khá chất lượng. Cái này độ cứng 2. Rồi, hạ cứng tay cũng được ha. Rồi, cái mã số 16 giá 400. Mã số 16 giá 400. Đây, nó chỉ mất cái đầu bô của cái đọt này thôi. Mình về mình lấy cái đầu bô khác mình gắn vô ha. Hoặc là mình để về mình hạ cứng tay. Đó. Rồi, tiếp theo là cây mã số 17 là một cây Shimano của Indonesia, một cây hot hit một thời. Cây này khá là rất là đẹp nè, độ cứng 3. Carbon Holiday. Độ cứng 3, dài 4,5 m của Indonesia nha. Cái này à. Tem đây. Tem này tem xuất Nhật. Cái này 4,4 m, nặng 200 g ạ. Đọt là 1,6 gốc 18. Cây này nó có một cái lỗi ở chỗ này, là cây này rất là đẹp luôn mà khoen nó bị lỗi nha. Nó bị nứt nè. Đây mọi người thấy rõ không? Đây, khoen nứt này. Nứt mất cái khoen. Nứt mất cái khoen này. Không biết còn nứt. Nói chung là đây, chỗ này nữa nè. Cái này nó bị cái lỗi khoen vậy thôi. Còn ở trong cái này rất rất là mới luôn. Cái này rất rất là đẹp luôn á. Mới mà đẹp. Nó lại bị đó nên là mọi người giá 650 nha. Cái này mọi người hạ tay cũng được, hoặc là cái khoen này mọi người làm lại ha. Tiếp theo là em giới thiệu mọi người cây mã số 18, một cây 3 m nha, nặng 170 g, đọt của nó là 2,4 ly gốc 20. Cây này thuộc hãng Shiyumi nha, số khăn bự nè. Đó, cây này nó có trầy xước ở đây nha, chày cái lớp, nó chóc cái lớp sơn lên á đó. Đó, cái này thì có chóc lớp sơn, có chày xước như thế này. Cái này giá 400 ạ. Đây, Shiyumi nha, đọt 2,4 ly gốc 20, giá 400. Rồi, đó là cây mã số 18. Tiếp theo cây mã số 19, cây này thì nó bị mất cái đít này à. Đây, em đo được 2,6 m, nặng 240 g, đọt là 2,4 ly gốc 18. Cây mã số 19, cây này giá 150 nha. Tại vì cái lóng này nè mọi người, nó bị nứt một đường nè. Đó, mọi người thấy rõ không? Mọi người về hạ cần tay ha, hạ cần tay giúp em ha. Còn nếu mà muốn câu máy thì mọi người phải quấn chỉ chỗ này. Rồi, giá 150 nha mọi người. Để mọi người sửa nha, giá 150 mã số 19. Tiếp theo là cây cuối cùng, là cây mã số 20. Đó, em có một cây mã số 20. Đây, thông số nó đây, dài 2,7 m. Cái này dài 2,7 m nè. Lua 7 32 g. 8,12 là B. Đây, đọt đây. Khoan đây, cái này thì còn khá là mới. Khá là mới ha. Này, cái này em có 2 cây nghe. Loại này em có 1 cặp, giá là 450 một cây nha mọi người. Nguyên 1 cặp nè. Mọi người ơn cây nào thì vui lòng inbox qua Zalo 0931272712 giúp em nha. Hình như cái cây này là đầu bô bị thay rồi nè. Đầu bô ring của nó phải là đầu bô này nè. Nó cũng là đầu bô chống sáng nhưng mà như bị thay rồi á. Đó, hai cái đầu bô khác nhau nè. Mọi người ơn cây nào thì vui lòng inbox qua Zalo 0931272712 giúp em nha. À, cho em một nút đăng ký kênh nha. Mọi người ấn vào cái chuông
ở dưới góc phải màn hình á, cái chuông nhận thông báo á mọi người, và ấn tất cả thì mỗi lần em lên video sẽ thông báo về điện thoại cho mọi người một cách sớm nhất nha. Cảm ơn mọi người ạ. Chúc mọi người một ngày tốt lành.